Các triệu chứng phổ biến nhất của F0 nhẹ là sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, đau đầu, có thể bị mất khứu giác. Việc lắng nghe diễn tiến của cơ thể và lựa chọn những phương thức theo dõi, chăm sóc cho mình khoa học không chỉ giúp bạn sớm đẩy lùi bệnh mà còn hạn chế các biến chứng và tránh lãng phí. Ngoài tuân thủ việc tự cách ly ở khu vực riêng biệt, bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park sẽ chia sẻ những cách giúp F0 nhanh bình phục hơn mà không phải dùng thuốc. 1. Ăn uống đầy đủ dưỡng chất, không kiêng khem. Như bạn đã biết, khi virus COVID-19 xâm nhập vào cơ thể sẽ tấn công nhiều cơ quan. Nếu hệ miễn dịch của bạn có khả năng phòng thủ tốt thì các cơ quan trong cơ thể bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn. Có được hệ miễn dịch khỏe mạnh là một quá trình tích lũy lâu dài, không có thần dược nào tăng được sức đề kháng chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, việc tăng cường dinh dưỡng, ăn uống đủ chất để duy trì và tăng cường sức đề kháng trong lúc cách ly là điều bệnh nhân COVID-19 cần đặc biệt chú ý. Ngay cả khi bị đau họng, khó nuốt, bạn cũng không nên bỏ bữa mà hãy chia nhỏ thức ăn, chọn các loại đồ ăn mềm. Không cần thiết phải mua và sử dụng các loại thuốc được quảng cáo là phòng chống lây nhiễm tốt. Bởi vì hiện tại vẫn chỉ có rất ít nghiên cứu chứng minh được khả năng phòng chống COVID-19 của các loại thuốc này nên bác sĩ thường không khuyên dùng. 2. Uống nước thường xuyên. Không nên đợi đến khi khát bạn mới uống nước. Bạn cần uống khoảng 1,5 đến 2 lít mỗi ngày để duy trì sự ổn định của niêm mạc mũi, giảm kích ứng khó chịu khi ho, hắt hơi hay thậm chí là thở. Độ ẩm giúp bề mặt niêm mạc dễ lành hơn và hạn chế vi khuẩn xâm nhập thêm. 3. Vệ sinh cơ thể sạch sẽ, không lạm dụng sông lá và đánh gió. Vệ sinh cơ thể sạch sẽ đều đặn vốn là nền tảng để bảo vệ và duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Quan niệm không tắm gội vì các triệu chứng COVID-19 sẽ nặng lên là không có cơ sở. Không vệ sinh sạch còn khiến bạn dễ nhiễm thêm những tác nhân gây bệnh khác. Ngược lại, nhiều người đang lạm dụng sông lá, đánh gió nhằm mục đích ra nhiều mồ hôi để hạ sốt, thông mũi. Sông hơi đánh gió có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu, nhưng hãy nhớ rằng cách này không giúp tiêu diệt được virus COVID-19. Thậm chí, làm liên tục và nhiều lần còn làm cơ thể mất nước, mất điện giải, khiến bạn mệt mỏi hơn và có thể tổn thương niêm mạc đường hô hấp, yếu tố thuận lợi gây bội nhiễm vi khuẩn giai đoạn sau. 4. Xúc họng và vệ sinh mũi thường xuyên. Đây là phương pháp dễ, không những dễ thực hiện mà còn giúp giảm nồng độ virus tại vùng hầu họng nên thường được các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân COVID-19 thực hiện. Cách làm thế nào? Bạn hãy xem video hướng dẫn của Vinmec đã thực hiện để có thể làm đúng cách nhé! 5. Chỉ cần test lại sau 7 ngày. Nghiên cứu cho thấy, khi mới bị nhiễm virus thì nồng độ virus sẽ tăng dần lên trong những ngày đầu. Do đó, nồng độ virus sẽ giảm dần. Đến ngày thứ 7 thì nồng độ virus đã giảm đáng kể. Vì thế, nếu bạn test vào những ngày đầu thì phần lớn kết quả vẫn là dương tính. Đến ngày thứ 7, có khả năng kết quả test sẽ là âm tính. Do đó, khi bị nhiễm COVID-19, bạn không cần phải liên tục test, tránh tâm lý hồi hộp căng thẳng và lãng phí không cần thiết. 6. Nghỉ ngơi, vận động thể lực nhẹ. Tùy tình trạng sức khỏe, hãy dành thời gian tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày và các vận động thể lực vừa sức. COVID-19 có thể gây ra biến chứng tăng đông, tạo cục huyết khối. Do đó, vận động nhẹ nhàng cũng là một biện pháp hữu hiệu để giúp ngăn ngừa sự hình thành các cục huyết khối. Để biết cách tập thở, bạn có thể tham khảo video bác sĩ Vinmec hướng dẫn trên kênh YouTube nhé! 7. Suy nghĩ tích cực, duy trì tâm lý thoải mái. Thông thường, thời gian F0 tự cách ly kéo dài từ 7 đến 14 ngày tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh. Những suy nghĩ lạc quan sẽ giúp cho thời gian một mình của bạn không cô đơn và quá dài. Bạn có thể coi như đây là thời gian sống chậm của mình để cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi, tái tạo sau những bộn bề căng thẳng thường nhật. Rất nhiều F0 đã biến đây là cơ hội để chuẩn bị và lên các kế hoạch cho mình sau khi khỏi bệnh. 8. Không dự trữ thuốc kháng virus, kháng sinh, chống đông. F0 không nên dự trữ thuốc kháng virus, chống đông, kháng viêm khi cách ly tại nhà. Các thuốc kháng virus là con dao hai lưỡi, không dùng đúng đối tượng và chỉ định sẽ hại nhiều hơn lợi. Không phải cứ dùng thuốc kháng virus là sẽ ngăn chặn bệnh tiến triển nặng hay các triệu chứng hậu COVID-19. Chưa kể, uống sớm quá hoặc không đúng chỉ định còn gây tác dụng phụ. Ví dụ, thuốc kháng virus Monopiravir chống chỉ định với bệnh nhân COVID-19 dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, người bị suy gan, suy thận nặng. Thuốc kháng viêm chống đông chỉ có tác dụng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nặng, cần thở oxy. Kháng sinh thì chỉ có tác dụng khi bội nhiễm vi khuẩn. Trong khi đó, tỷ lệ mắc COVID-19 đồng nhiễm vi khuẩn khoảng 1 trên 1.000. Trường hợp bạn có diễn biến bất thường, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc cán bộ y tế để được hướng dẫn xử trí phù hợp. Bạn nên dự phòng một số thuốc hạ sốt, Enfaragan, Panadol, thuốc chữa ho, thuốc tiêu chảy, nước súc miệng, cồn sát trùng, thuốc xịt mũi.
Nếu đang có bệnh nền, bạn vẫn cần duy trì uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ để ổn định bệnh. Hoặc nếu cần thiết, hãy tư vấn bác sĩ đang điều trị xem có cần điều chỉnh không. Bạn cũng nên có sẵn một số dụng cụ như nhiệt kế, máy đo SpO2, test COVID-19, khẩu trang, găng tay, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết nếu bạn đang có tăng huyết áp và đái tháo đường. Hãy comment thêm những cách bạn đã đánh bại COVID-19 ở dưới video để các bác sĩ biết nhé. Chúc bạn trải qua cách ly bình an và sớm bình phục sức khỏe. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.